Và tiếp tục phần tiếp theo là kiểm định trung bình hai tổng thể chưa biết phương xa nhưng mà bằng nhau mẫu độc lập. Cái này cỡ mẫu nhỏ. Trong trường hợp cỡ mẫu nhỏ n nhỏ bằng 30, chúng ta sẽ dùng t sum chấm test hoặc là t chấm test. Còn khi cỡ mẫu lớn thì chúng ta dùng như trên cũng được, hoặc là thậm chí có thể dùng z chấm test hoặc z sum chấm test. Cái này nó cho kết quả tốt hơn. Trong đó sigma chấm x và sigma chấm y được ước lượng bởi độ lệch chuẩn của các mẫu tương ứng. Ví dụ như sau. Đây là có sẵn cái mình mà lập H0, H1 không đúng thì rất nguy hiểm. Rồi, chúng ta có bước thứ nhất là chúng ta gọi V1, V2 lần lượt là chi phí chi trả trung bình trong một năm ở thành phố Toronto và thành phố Mexico City, đơn vị là đô la. Khi đó chúng ta sẽ có cặp giả thuyết như sau. Sau khi lấy dữ liệu xong thì chúng ta sẽ dùng t chấm test. Quá dễ dàng. Mình có file này chưa nhỉ? Chưa có đúng không? Chưa có file. Chưa có file thì cứ nhìn thôi. File tên là gì để nó gửi? Chi phí chi trả. Nào nào gửi cho các em nhỉ, gửi trên MySteam nhé. Mình phải chạy cái loại này là rất dễ thi, nhất là dữ liệu nó cho sẵn nhá. Đó, chúng ta sẽ không mất công nhập.
Đây rồi. Có thể do vì lý do nào đấy mà bây giờ mình chưa chưa kịp làm được thì về nhà có thể sửa ra làm lại sao đấy, sao để trong cái mục để về xong ở trong thư mục tài liệu lớp học rồi. Như vậy lệnh rất dễ dàng. Có thế này xong đề bài bảo là bằng cái khác nhau cho nên là à, khác bằng cái khác cho nên là cái nguy ở đây là bằng thông, và đề bài bảo là phương xoay bằng nhau cho nên chúng ta sẽ có cái này là bằng chu. Đề bài cho là phương xoay bằng nhau không? Lấy được dữ liệu chưa? Lấy dữ liệu ra thì nó mới được chứ. Dữ liệu thay bởi gửi đấy. Ngồi mát quá, đâm ra cũng rét rét. Tên là gì? Sao? Lấy dữ liệu vào xong gõ cái lệnh lấy dữ liệu ra sau đó gõ cái lệnh trên nó chạy ngay. Đúng rồi.
Nằm ở đâu mà gọi ở đây? Mới đào về nó nằm ở đâu? Nó có nằm ở đấy đâu? Vào cái mục khác chứ. Rồi chúng ta đã chạy đi chi thế nào? Đi để mua cho em mặt lại đi ta. Để bạn làm cho nó quen đi. Bắt đầu cuốn cái đúng không? Đấy. Các bạn nó lấy ra nó chạy rầm rầm. Đặt cái mật khẩu thế nào mà nó lại không nhớ, chết giả. Mật khẩu nha, có thể lấy mật khẩu của ngày tháng năm sinh của bố hoặc của mẹ hoặc là của yêu cũ, đừng lấy của mình, lấy của mình lộ ngay, được chưa? Lấy ví dụ như thế, con đứa lấy xong đặt xong quên khén mất, không nhớ, không làm thế nào. Chữ hoa chữ thường đánh rõ lắc léo vào cuối cùng quên. À, tiếp tục. Còn trong trường hợp câu hỏi thứ hai, đề bài người ta bảo rằng kiểm định xem chi phí chi trả trung bình của các gia đình gồm 4 người Mỹ sống ở hai thành phố Toronto có cao hơn Mexico City nhiều nhất 4.000 đô hay không? Nhiều nhất 4.000 đô hay không? Thì đối với bài này chúng ta sẽ có như sau. Nhiều nhất 4.000 đô. Nhiều nhất 4.000 đô thì có vẻ nhận định của người ta là như trên. Giải đi trên đúng chưa?
lắm kỹ vào lắm rồi. Nhiều nhất là 4.000 đô, tức là 11 trừ 12 là nhỏ hơn nó bằng 4.000. Và đó cũng là nhận định. Và khi đó thì H1 sẽ là 11 trừ 12 lớn hơn 4.000. Có nhiều dấu hiệu mình ngồi ở nhà nhiều quá, bây giờ có dấu hiệu là cơm ngắn, cơm ngắn. Có chạy không? Tốt, nhưng sao các bạn cũng không chạy được nhỉ? Rồi, như vậy sau khi thực hiện cái lệnh như trên thì chúng ta được kết quả P giá trị là bằng 0,5499.
rất là lớn, chúng ta không đủ bằng chứng để bác bỏ H0, có nghĩa là chúng ta chấp nhận H0 và ta đồng ý với nhận định, đúng chưa? Thế này lúc nào rảnh rỗi phải luyện tập làm lại từ đầu thì nó mới ổn được. Đấy là một cái cách thức ôn tập rất là tốt, tức là mình có cái đề bài đấy, sau đó mình tự giải lại, giải lại xong mình đối chiếu xem có đúng thầy giáo chữ ấy không. Không chưa? Rồi, như vậy chúng ta tiếp tục. Trong trường hợp dữ liệu thứ cấp thì các em xem thêm trong tài liệu. Tập trung dữ liệu siêu cấp.